tôn nữ Mỹ Linh phá hiệu trưởng. Miss Công Huyền tôn nữ Mỹ Linh Vice Principal. Dạ thầy Adam Fawcett, giáo viên ESL trường phòng ESL. Mr. Adam Fawcett, ESL head teacher. Thầy Dương Đình Cảnh, giáo viên PE. Mr. Dương Đình Cảnh, PE teacher. Và cô Tạ Nguyễn Cát Tường, giáo viên âm nhạc. And finally, Miss Tạ Nguyễn Cát Tường, music teacher. Rồi, thôi các bạn ơi, vừa nãy là các em học sinh tiểu học thi rất tốt và rất nghiêm túc. Thì cô hy vọng chúng ta buổi chiều ngày hôm nay là các anh chị cũng sẽ thể hiện được một phong thái như vậy. Được không nào các bạn? Sinh lớp 6. And to start the program, let's give a big round of applause. We welcome the first performance from grade 6A. Thank you.
Thank you.
mắt của các bạn học sinh lớp. Chúc các bạn học sinh có một năm học mới thật thành công và đạt được những gì mình mong muốn.